Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong nghe một kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghiền trăm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiện Hộ quyển 4, phẩm 8, ca ngợi công đức. Bây giờ Bồ Tát Hiện Hộ và Ly Sa Tự Bảo Đức, trưởng giả thiện thương chủ, con của cư sĩ già Ha Ngập Đê tên là Đa La Đạt Đa Ma Nạp, trưởng giả Thủy Thiên cùng 500 đồ chúng nghe Phật giảng thuyết đều rất vui mừng, liền đem 500 y phục tốt nhất dâng lên Thế Tôn, là dùng nhiều thứ Phật dụng cúng dường Thế Tôn. Giờ mến ưa pháp nên mọi người đều đích thân hầu hạ Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Bồ Tát Hiện Hộ này sẽ thuyết giảng nghĩa lý nơi giáo pháp căn bản cho 500 đồ chúng kia, giáo hóa hướng dẫn làm cho họ vui mừng. Do vui mừng nên những người kia liền được tâm thuận theo, tâm chân thật, tâm trong sạch, tâm xa lìa ham muốn, diệt trừ các phiền não không để cho chúng trói buộc. Khi ấy 500 người đồng lòng chắp tay cung kính đảnh lễ Thế Tôn rồi lui ra ngồi một bên. Bây giờ Bồ Tát Hiện Hộ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải đủ bao nhiêu pháp mới có thể đạt được tam muội niệm Phật này? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiện Hộ: Này Hiện Hộ, Đại Bồ Tát nào hành trì đầy đủ 4 pháp mới đạt được tam muội này? Những gì là 4? 1. Không lệ thuộc vào tất cả lời nói của ngoại đạo. 2. Không ưa thích tất cả những ham muốn yêu thương. 3. Thường không xa lì công đức hạnh đầu đà. 4. Thường nhàm chán những nơi sinh đến trong ba cõi. Này Hiện Hộ, Đại Bồ Tát hành đầy đủ 4 pháp đó sẽ chứng đắc tam muội này. Này Hiện Hộ, nếu thiền nam thì nữ nào đọc tụng thọ trì kinh điển nói về tam muội này, hoặc lại có thể giảng giải cho người khác, thì ngay trong đời hiện tại được 5 thứ công đức thế nào là 5? 1. Tất cả các thứ độc không thể làm tổn hại. 2. Tất cả các thứ minh khí không thể làm tổn thương. 3. Tất cả nước không thể làm chìm trôi. 4. Tất cả lửa dữ không thể thiêu đốt được. 5. Vua quan hung ác không thể bức bách. Vì sao? Vì do diệu lực nơi tâm từ của tam muội này. Này Hiện Hộ, nước thiện nam thì nữ kia một lòng siêng năng mong cầu tam muội này. Lúc đọc tụng thọ trì tam muội này, lúc tu duy tu tập tam muội này, hoặc lúc giảng giải tam muội này cho người, nếu có thứ độc và các thứ binh khí, tất cả nước lửa vô quan hung ác có thể làm tổn hại đến người ấy thì điều này không thể xảy ra được. Lại nữa, này Hiện Hộ, giả sử vào thời kiếp hoại tai nạn về lửa xảy ra trong thế gian, lửa cháy sáng rực khắp cả trời đất, thì nam thì nữ nào thọ trì kinh điển nói về tam muội này, nếu bị rơi vào kiếp đại nạn lửa đó thì nhờ thần lực của tam muội, lửa kia liền bị diệt. Này Hiện Hộ, cũng như nước trong bình có thể dập tắt tắt ngọn lửa nhỏ, như vậy này Hiện Hộ, các thiện nam thiện nữ nào thọ trì kinh này, giả sử bị rơi vào trong lửa kia thì nhờ dự lực của tam muội nên dầu là lửa lớn cũng bị diệt, nếu không tiêu diệt thì điều đó không thể có. Này Hiện Hộ, nếu thiện nam thiện nữ nào khi nhận giữ kinh này mà bị vua hung dữ quan lại xấu ác, hoặc giặc cướp, hoặc sư tử, hoặc hổ, hoặc chó sói, hoặc rắn độc làm cho chướng ngại thì điều đó cũng không thể có. Giả sử những người lúc thực hành kinh này đã bị già xoa, hoặc là sát, hoặc ngạ quỷ, hoặc cứ bằng trà, hoặc tỳ xá xà, cho đến tất cả phi nhân làm cho chướng ngại thì điều đó cũng không thể có. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ nào lúc đọc tụng kinh này, lúc tập trung suy nghĩ, lúc giảng thuyết cho người, lúc nhập tam muội, lúc thực hành phạm hạnh mà bị mất y hoặc mất bát cho đến việc chướng ngại xảy ra thì điều đó cũng không thể có, chỉ trừ oan nghiệp từ đời trước không thể chuyển được. Này Hiện Hộ, đức thiện nam thiện nữ nào khi nghe và nhận giữ kinh điển nói về tam muội này mà gặp hoạn nạn về mắt, hoặc tai bị hoạn nạn, hoặc mũi bị hoạn nạn, hoặc lưỡi bị hoạn nạn, hoặc thân bị hoạn nạn, hoặc tâm bị đau khổ và các thứ hoạn nạn khác, cho đến tai nạn về mạng sống, tai nạn về phạm hạnh thì đó cũng không thể có. Này Hiện Hộ, nếu thiện nam thiện nữ nào đối với kinh này được thấy, được biết, được nghe đầy đủ như vậy rồi mà lại không gặp Phật, là phỉ báng chánh pháp, lại phá hợp tăng, trái với quả bồ đề Phật thì điều đó cũng không thể có. Này Hiện Hộ, nên biết thì nên thì nữ nào thọ trì kinh ấy thì các việc như trên không thể làm chướng ngại được, chỉ được oan nghiệp đời trước không thể chuyển được. Lại nữa, này Hiện Hộ, thì nên thì nữ nào thọ trì kinh này thường được tất cả chư thiên khen ngợi, cũng được tất cả rồng khen ngợi, được tất cả nhà soi khen ngợi, được tất cả càng tất bàn khen ngợi, được tất cả Atola khen ngợi, được tất cả Kalola khen ngợi,
hay được tất cả khởi na la khen ngợi, là được tất cả ma hầu na già khen ngợi, là được tất cả nhân phi nhân khen ngợi, là được tất cả tất đại thiên vương khen ngợi, là được tất cả thiên vương đau lợi khen ngợi, là được tất cả đại phạm thiên vương khen ngợi. Như vậy cho đến được tất cả chư Phật Thế Tôn thường tôn thường luôn khen ngợi. Này hiền hộ, thiện nam thiện nữ nào tọa trì kinh này thì được tất cả chư thiên kính mến. Như vậy cho đến tất cả rồng dạ xoa cả các bà Atula Kalola Khởi Na La Ma Hầu La già nhân phi nhân kính mến, được tất cả các đại thiên vương kính mến, được tất cả thiên vương đang lợi cho đến tất cả đại phạm thiên vương kính mến, được tất cả chư Bồ Tát cho đến được tất cả chư Phật Thế Tôn thường mến. Này hiện hộ, do thần lực của kinh mà các thiện nam thiện nữ mới được tất cả chư thiên ủng hộ, do tất cả rồng dạ xoa cả các bà Atula Kalola Khởi Na La Ma Hầu La già nhân phi nhân ủng hộ, là được tất cả tất đại thiên vương đau lợi cho đến đại phạm thiên vương ủng hộ. Như vậy được tất cả chư Bồ Tát cho đến tất cả chư Phật Tổ Tôn đều ủng hộ che chở cho những người nhận giữ chánh pháp trong vô lượng vô số thế giới ở mười phương. Này hiền hộ, các thiện nam thiện nữ kia nhờ oai lực của kinh mà tất cả chư thiên đều muốn thấy. Như vậy tất cả rồng dạ xoa kẻ tất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La già nhân phi nhân đều nghĩ đến muốn thấy. Lại tất cả tứ đại thiên vương kia, tất cả thiên vương đau lợi cho đến tất cả đại phàm thiên vương đều nghĩ muốn thấy. Như vậy tất cả chư Bồ Tát cho đến tất cả chư Phật Thế Tôn cũng đều muốn thấy. Này hiền hộ, các thiện nam thiện nữ kia, nhờ oai lực của kinh này khiến tất cả chư thiên thường đến gần để thấy được hình tướng đã và làm cho họ thấy rõ. Như vậy tất cả rồng dạ xoa cả các bà Atula Kalola Khởi Na La Ma Hầu La già nhân phi nhân cũng đều được cũng đều thường đến gần để thấy hình tướng ấy, người ấy theo đấy mà được lợi ích. Tất cả lại tất cả tứ đại thiên vương đau lợi cho đến tất cả đại phạm thiên vương cũng đều đích thân đến xem. Như vậy tất cả chư Bồ Tát đến tất cả chư Phật Thế Tôn chẳng phải chỉ ban ngày ở trong mộng mới hiện ra hình tượng, mà người niệm danh hiệu đó sẽ được chư Phật Bồ Tát trực tiếp xoa đầu an ủi khen ngợi khuyến khích. Này hiền hộ, các thiện nam thiện nữ kia, tuy chưa từng nghe các kinh điển khác nhưng do thần lực của oai đức của tam muội này nên tự nhiên có người đến chỗ họ cả khi trong mộng để giảng nói giáo pháp, làm cho các thiện nam thiện nữ nghe rồi nhớ nghĩ thậm nhận giữ không quên mất. Này hiền hộ, ta nói các thiện nam thiện nữ kia chỉ tạm ghi nhận kinh điển và tam muội ví dụ này, trong chốc lát đã đạt được công đức giả sử trải qua số kiếp hoàn toàn không thể cùng tận, trí tuệ biện tài của ta cũng không cùng tận, và không thể nói hết được, huống gì là những người kia được nghe tam muội này rồi nương vào lời dạy tu hành đúng như pháp an trụ ở đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ: người nào có thể giải thích được tam muội đài tịch thắng của Phật, giả sử ta nay nay ta nói công đức như lấy hạt cát nơi sông Hằng để giảng thuyết tam muội cho người, vào nước không chìm lửa không cháy, dao gậy chất độc không làm hại, vô quan giặc ác không bức bách, nếu đọc tụng kinh tam muội này không sợ tất cả việc đáng sợ như các độc của rắn, năng lực kinh này đều diệt trừ. Nếu người nhận giữ kinh điển này không sợ tất cả người xấu ác và so la sát và các rồng, những loài đó không quấy nhiễu được. Nếu người thường bảo vệ cúng dường ở nơi vắng vẻ làm bạn cùng các loài thú sư tử hổ sói tê giác trâu báo và dạ can, nếu được nhận giữ tam muội này thì có oai lực không thể sánh, sẽ lìa tất cả người xấu ác và các dạ xoa đút tinh khí. Nếu có thể dạ nói định này không bị các bệnh và chướng nạn, xin ở đâu mất luôn được sáng lời nói hòa nhã có hiện tài. Người nào chứng biết định sâu lắng, thân thể khỏe mạnh không có bệnh, một đời không bị các sắc xấu, khi chết không sợ đọa địa ngục, nó có thể tụng kinh tam muội được chư thiên long thần ủng hộ, dạ xoa la sát và oán thù đem điều ác đến cũng không sợ. Nếu dạ nói kinh này cho người, trời rồng dạ xoa đều vui vẻ, chư thiên ngày đêm thường khen ngợi, tất cả Thế Tôn yêu như con. Người nào thường đọc cho người khác tất cả các pháp không nghi ngờ, sắc tướng người ấy không ai bằng, để nào Bồ Đề lại tối lui. Nếu hay truyền dạy cho chúng sinh, tập thờ vô ác, dân chúng loạn. Năm hạn hán, lúa thóc đắt đỏ, bản thân không muốn, không khốn khó đối khác. Nếu người dạ nói tam muội này, được công đức không thể nghĩ bàn, giả sử ma quấy nhiễu chúng sinh, không thể đụng đến người sợ tóc. Trước ta nói người giữ kinh này, các nạn lo sợ và phiền não hoàn toàn không thể làm tổn hại, chỉ trừ oan nghiệp đời trước. Nếu có thể nhận giữ kinh này thì người này là trưởng tử ta, ta đã khen ngợi các người kia và đời vị lai cũng như vậy. Nếu có thể nhận giữ pháp này, tự nhiên thường phát tâm vui vẻ cùng nhau truyền đạt chế môn luân nơi ta, vì ông nói như vậy.
phần chính đem lợi ích cho người. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, ta nhớ vào thời quá khứ hơn vô lượng A Tăng kỳ kiếp, khi ấy có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Vô Ý Dương, Ung Đủ Mười Tôn Hiệu, Như Lai Ứng Cúng, Chế Biến Tri, Minh Hạnh, Túc Thiền Thệ, Tế Chân Giả, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Vào thời ấy có con trưởng giả tên Tu Đạt Đa cùng với 2 vạn người đồng đến chỗ Phật Vô Ý Vương, đến nơi đảnh lễ nơi chân Phật, là bái xong ngồi qua một bên. Khi ấy Tu Đạt Đa liền thưa với Như Lai Vô Ý Vương, thỉnh Phật giảng rộng về nghĩa sâu xa của tham mười ấy: Này Hiền Hộ, bây giờ Như Lai Vô Ý Vương ứng cúng đặng chánh giác kia biết con trưởng giả có lòng tin sâu xa ưa muốn nghe tam muội này, liền thuận theo lời thỉnh mà diễn giải. Này Hiền Hộ, khi ấy Tu Đạt Đa ở chỗ Đức Phật kia nghe được tam muội rồi đọc tụng nhận giữ, suy nghĩ về nghĩa lý, thực hành theo lời như lời giảng. Khi tu hành rồi thì từ giả nhà xuất gia, cầm bỏ râu tóc mặc ca sa, trở lại vui trụ trong kinh pháp của Như Lai Vô Ý Vương kia, trải qua 8 vạn năm suy nghĩ nhận lãnh giữ gìn tam muội này. Lại nữa, ở chỗ Đức Như Lai Vô Ý Vương vị ấy được nghe được tất cả các pháp và đều nhận lãnh giữ gìn. Sau này lại qua chỗ các Như Lai khác, lại được nghe giải thuyết các giáo pháp, là cũng đều lãnh nhận giữ gìn. Ở chỗ chư Phật luôn gieo trồng các căn lành, cho nên thành tựu căn lành không nghĩ bàn. Sau đó sẽ bỏ thân mạng được sinh lên cõi trời Tất Thật Tam, tự hưởng phước báo ở trong kiếp ấy, lại được gặp Đức Như Lai thứ hai. Đức Như Lai này sinh lòng sinh từ dòng sắc lợi, xuất gia thành đạo, hiệu là Điện Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Vậy ở trong giáo pháp của Như Lai Điện Đức xuất gia tu hành, trải qua 84.000 năm trở lại suy nghĩ về tam muội này, rồi lại gặp Như Lai thứ ba. Đức Phật thứ ba này tự sinh trong nhà Bà La Môn, xuất gia thành đạo, hiệu là Quan Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Vậy lại ở chỗ Đức Như Lai này xuất gia tu hành, cũng trải qua 84.000 năm luôn suy nghĩ về nghĩa lý nơi tam muội này. Này Hiền Hộ, khế con trưởng giả là Tôi Đặt Ra kia từ đó trở về sau hơn trăm kiếp mới thành tựu được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này Hiền Hộ, ông nên biết con trưởng giả là Tôi Đặt Ra khi ấy đâu phải là người nào khác, chính là Đức Phật Diên Đăng Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác vào thời quá khứ. Này Hiền Hộ, vì thế nên biết con của trưởng giả là Tu Đạt Đa kia do ưa pháp giáo, thích giáo pháp này, lại có hạnh mong cầu chánh pháp, nên mau thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Là nữa, này Hiền Hộ, nơi ông nên xem xét tam muội vua này và các Bồ Tát và các hàng chúng sinh, vì phải tạo biết bao nhiêu lợi ích rộng lớn để đạt được quả vì trí tuệ của tất cả chư Phật, là có thể ghi nhận tất cả biển học mênh mông của chư Phật. Này Hiền Hộ, vì thế các ông nên chuyên cần mong cầu tâm bữa này, thường ưa lắng nghe đọc tụng thọ trì tư duy tu hành. Đã lắng nghe ghi nhận rồi là phải vì người khác đọc tụng thọ trì để thích nghĩa lý, làm cho họ sẽ đang mong cầu được nghe ghi nhận hãy nhớ đúng đắn thực hành đúng theo lời dạy. Vì sao? Này Hiền Hộ, vì nếu có thể siêng năng mong cầu đọc tụng nhận giữ nhớ nghĩ đúng đắn để tu hành và giảng nói lưu truyền rộng khắp tam muội này, tức không bao lâu sẽ chứng được trí của chư Phật, trí của chư Như Lai, trí đại tự tại, trí không thể nghĩ bàn, trí không thể ca ngợi, trí không gì sánh bằng, trí nhất thiết trí cho đến chứng được trí không đồng với các người khác. Này Hiền Hộ, nếu người nào có khả năng giảng nói trọn vẹn thì phải nói thật như thế này: tam muội này tức là mắt của tất cả Bồ Tát, cha của các Bồ Tát, mẹ của các Bồ Tát, có thể ban cho tất cả các hàng Bồ Tát trí của chư Phật. Mà nói như vậy là nói đúng thời, nói trọn vẹn về tam muội ấy. Này Hiền Hộ, nếu các người nam hay người nữ nào có thể nói cho đúng thời thì phải nói chân thật như thế này: tam muội này tức là tánh của Phật, là tánh của Pháp, là tánh của Tăng, là Phật Địa, là biển rộng của sự học, là kho tàng vô tận về hạnh đầu đà, là kho tàng vô tận về công đức đầu đà, là kho tàng vô tận về công đức của chư Phật, là kho tàng vô tận sinh ra nhẫn sâu xa, sinh ra đại từ, sinh ra đại bi, sinh ra bồ đề. Này Hiền Hộ, đó là vị ấy nói đúng thời khi giảng thuyết về tam muội này. Này Hiền Hộ, nếu người nào có thể giảng thuyết về tam muội này và nói đúng như vậy, tam muội vô này có thể phá tan tất cả sự đen tối của các pháp ác, có thể tạo nên tất cả ánh sáng của pháp giác rất lớn. Này Hiền Hộ, đó là người có thể giảng thuyết đúng về tam muội. Này Hiền Hộ, ông đã xem xét tam muội niệm Phật hiện tiền của Bồ Tát này để làm lợi ích lớn cho các chúng sinh, cho đến tất cả hàng Bồ Tát trụ ở cõi nước này, cho thấy chư Phật Thế Tôn ở tất cả thế giới khắp mười phương được đến chỗ của chư Phật cung kính để bái lắng nghe chánh pháp, cũng vừa chúng tăng mà không có sự tham chấp.
Này hiền hộ, do nghĩa này nên các hàng Bồ Tát, nếu muốn thành tựu tam muội vô này, thì phải chuyên tâm siêng năng tinh tấn xem xét đến bốn niệm xứ. Này hiền hộ, thế nào là Bồ Tát xem xét bốn niệm xứ? Này hiền hộ, là Bồ Tát thường nên chuyên tâm xem xét thân hành, hoàn toàn không thấy tất cả các thân. Thường nên chuyên tâm xem xét thọ hành, cũng không thấy tất cả các thọ. Thường nên chuyên tâm xem xét tâm hành, cũng không thấy tất cả các tâm. Thường nên chuyên tâm xem xét pháp hành, cũng không thấy tất cả các pháp. Này hiền hộ, cái việc này ai có thể tin? Chỉ có bậc A La Hán đoạn tận các phiền não, các hàng Bồ Tát bất thoái chuyển. Này hiền hộ, ở đây tất cả hàng phàm phu đối với tam muội niệm Phật hiện tiền, thường phải suy nghĩ về chư Phật Thế Tôn mà không được sinh tâm tham đắm, là cũng suy nghĩ về chư Phật Thế Tôn và nói pháp này, cũng không tham đắm, là cũng suy nghĩ về pháp đã nghe, tất cả việc làm đó đều không tham đắm. Vì sao? Là hiền hộ, vì các pháp đều không sinh hay không sinh. Này hiền hộ, các pháp không thể nhớ nghĩ vì không có chỗ nhớ nghĩ. Này hiền hộ, các pháp là xa liền với các đức ngoại tưởng của tâm. Này hiền hộ, các pháp không thể nắm giữ vì chân như không thể chân đắc. Này hiền hộ, các pháp không thể nhiễm vì giống như hư không. Này hiền hộ, các pháp thanh tịnh vì xa lìa chúng sinh. Này hiền hộ, các pháp không cấu uế vì nhân duyên vắng lặng. Này hiền hộ, các pháp vô vi vì chúng sinh không thể nắm bắt. Này hiền hộ, các pháp tức là tướng của niết bàn vì bản tánh luôn trong sáng. Này hiền hộ, các pháp là không thật vì có tất cả, vì tất không, các pháp là không thật có vì tất cả đều vật không thể nắm bắt. Này hiện hộ, thế nên các hàng Bồ Tát nên muốn suy nghĩ về tam muội này thì không thể do tướng khác mà có thể hội nhập tướng vô đắc, được thấy chư Phật, được nhớ nghĩ đúng, hòa hợp tương ưng với chư Phật, cũng được suy nghĩ về pháp trợ Bồ Đề phần nghe nhớ chánh pháp, thường lường xét phân biệt chọn lựa về phần Bồ Đề mà không thấy tự thân, cũng không chánh đắc các pháp. Vì sao? Này hiện hộ, vì ở đây không thể dùng sắc tướng mà được thấy Phật, không thể dùng thanh tướng mà được nghe pháp, không thể dùng tâm mong cầu mà thành tựu bố thí ba la mật, không thể do ưa tham chấp các hữu mà đầy đủ được giới ba la mật, không thể dùng bỏng sẻn nơi bí pháp mà được niết bàn, không thể đắm chìm nơi tưởng của chúng sinh mà được học rộng biết nhiều, không thể do duyên dựa nơi các hành mà có thể xa lìa mọi việc làm, không thể do ưa vướng vào chỗ ở mà được chứng quả, không thể thuận theo tham ái mà được ngăn chặn các lỗi lầm, không thể do tranh giành mà thành tựu được các nhẫn, không thể thường tạo nghiệp xấu ác mà được quả tốt, không thể vì người theo thừa thanh văn mà chứng tam muội Bồ Tát niệm Phật, cũng không thể được pháp nhẫn của các Bồ Tát, cũng không thể do ganh ghét chấp trước mà được tam muội không, cũng không thể do hành ái dục mà nhập thiền định, cũng không thể do biến nhát trẻ nải mà chứng đắc thánh đạo, cho đến không thể cho không sợ bỏ sợ những nghĩ khác về các Phật mà có thể thành tựu được sự suy nghĩ. Này hiền hộ, thế nên nay ta đem tam muội này giao phó cho các hàng chư thiên nhân vương ở thế gian nhận giữ bảo vệ, cũng giao phó cho ông lưu truyền ở đời sau chớ để giết mất. Khi Đức Thế Tôn giả nói pháp này, có tám na do tha là con chư thiên tử có dục và sắc để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và có vô lượng trăm ngàn người cũng phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Những chúng sinh này và đời vị la trải qua hàng xa kiếp đều được thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng một hiệu là giải chánh giải thoát Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, đủ ở đời giáo hóa chúng sinh, tuổi thọ cũng đều như nhau. Này hiện hộ, chỉ mới phát tâm Bồ Đề mà còn đạt được vô lượng công đức thành tựu đầy đủ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy, huống chi là khi xưa ta thành đạo Bồ Đề, người cúng dường ta chẳng lẽ không mong thành tựu được đạo quả Bồ Đề vô thượng sao? Này hiện hộ, là có vô lượng vô biên chúng sinh nghe giảng nói pháp này mà được mắt trí trong sáng, là có 800 chúng tỳ kheo tâm cũng được giải thoát hoàn toàn khỏi các phiền não. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này nên nói kệ: người nào nhận giữ tam muội này, người đó chứa phước không thể lường, người ấy giới hạnh không có uế, bản tánh trong sáng giống như gương. Người nào nhận giữ tam muội này, việc học sâu rộng không biên vực, trí tuệ tự nhiên không thiếu giảm, công đức tròn đầy như trăng sáng. Người nào nhận giữ tam muội này, được thấy chư Phật bất tư nghì, dùng trí tuệ xem pháp hiếm có, người đều ủng hộ không nghĩ bàn. Ai thường nhận giữ tam muội này, từng gặp vô lượng chư Thế Tôn, Đức Phật thuyết pháp khó lường xét, và nên phụng sự và cúng dường. Ai hay nhận giữ tam muội này, đó là đèn sáng cho thế gian, đại bi như vậy cứu chúng sinh, đó là cúng dường cho Thế Tôn. Ai hay nhận giữ tam muội này, vậy là vô số bậc tôn tánh và các Bồ Tát đều muốn thấy, là cúng dường tâm tinh trong sạch. Ai hay nhận giữ tam muội này, được lợi thù thắng có nghĩ bàn.
Nếu sinh làm người ở thế gian thì được xuất gia khất thực giả, ai hay nhận giữ tam muội này hưởng nhiều phước báo không nghĩ bàn, có thể chắc chắn đời vị lai được công đức lợi ích thù thắng. Phẩm 10 đầy đủ năm pháp. Bây giờ Bồ Tát Hiền Hộ từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ lại y phục trịch da áo bên phải, bên phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch: Bà Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo thương xót chúng con mà và chúng sinh, sáng sớm mai xin đến nhà con thọ nhận sự cúng dường. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Hiền Hộ. Lúc đó Hiền Hộ biết Phật nhận lời rồi, liền ảnh lễ dưới chân Thế Tôn giữa bên phải 3 vòng, tôi xin phép ra về. Khá Hiền Hộ đi đến chỗ tỳ kheo ni Mahabasa Ba Đề, đến nơi đảnh lễ dưới chân tỳ kheo ni Mahabasa Ba Đề rồi thưa: Nguyện xin bậc thánh giả và ni chúng thương xót chúng con mà thọ nhận sự cúng dường ít ỏi của chúng con vào sáng sớm mai. Khá tỳ kheo ni Mahabasa Ba Đề im lặng nhận lời tỉnh. Hiền Hộ biết rồi đảnh lễ xin phép ra về. Hiền Hộ lại đến chỗ Ly Sa Tử Bảo Đức, đến nơi nói với Ly Sa Tử Bảo Đức: Này Bảo Đức, ông nên vì tôi mà đi đến khắp nơi thỉnh mời bà con quyến thuộc bạn bè thân thiết và chúng ở Bồ Tát trong hội này, cho đến tất cả những người mới đến ở thành Vương Xá và các thành ấp xóm làng khác, và sáng sớm mai đến nhà tôi dùng bữa cơm. Khế nhận lời Hiền Hộ, Ly Sa Tử Bảo Đức liền bảo các ưu Bà Tát trong hội và bà con quyến thuộc: Các vị nên biết Bồ Tát Hiền Hộ nhờ tôi mời các ông sáng sớm mai đến nhà ông hãy dùng cơm. Bây giờ Bồ Tát Hiền Hộ, Ly Sa Bảo Tự Đức, trưởng giả thiện thường chủ, quan của tuyệt cư sĩ già ha ngập đa, trưởng giả na la đạt đa ma nạp thủy thiên và tất cả bà con bạn bè quyến thuộc đều đến đảnh lễ sắc chân Phật rồi đi đến nhà Bồ Tát Hiền Hộ. Đến nơi họ phụ giúp Hiền Hộ sắp đặt công việc. Ngay trong đêm đó, người nhà được sai bảo làm đủ các thức ăn thượng hạng, các thức uống ở thế gian, màu sắc, hương vị, thơm, trăm thứ đều đầy đủ cho đến những người nghèo khổ ăn xin, người từ phương xa nước khác đến cũng dọn bàn đặt đồ ăn cung cấp đủ thứ cho họ như các đại chúng bình đẳng không khác. Vì sao? Vì tâm của Bồ Tát không thương khác, không dám khinh người, đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Lúc này vua cõi trời Đại Phạm là chủ thế giới Tha Bà, cho đến vua cõi trời Đau Lợi Thích Đà Hoàng Dân, vua cõi trời với lại Thiên Dương đề đầu lại tra và thiên tử Thiền Đức và các quyến thuộc đều hiện làm thân người phụ giúp ông công việc ấy, mong muốn cho Hiền Hộ mau thành tựu quả Bồ Đề. Bây giờ Hiền Hộ cùng với quyến thuộc bạn thân rưới nước quét dọn nhà cửa của mình cho đến các cái đường lớn ngõ hẻm trong thành lớn Vương Xá, nơi nơi đều treo phướng lộng trang hoàng các thứ tốt đẹp nghiêm trang, lại dùng các cái loại hoa thơm tươi rải trên đất với các loại hương thơm nhất của thế gian để cúng dường. Sau khi sửa soạn trang hoàng thành lớn Vương Xá và làm thức ăn ngon xong, sáng sớm Hiền Hộ cùng các quyến thuộc đến chỗ Đức Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, việc con làm đã xong, xin được thỉnh Thế Tôn đến. Bây giờ vào buổi sớm, Thế Tôn vì Bồ Tát Hiền Hộ đã đắp y mang bình bát cùng vô lượng đại chúng tỳ kheo ni ưu tất ưu bà di trời người đi qua đi hai bên Đức Thế Tôn hướng đến nhà Bồ Tát Hiền Hộ. Đáp án người Bồ Tát Hiền Hộ tôi sẽ nghĩ: Nhà ta nhỏ hẹp không chứa được nhiều người, phải chia nhiều oai lực của Đức Thế Tôn gia hộ, khiến cho nhà ta rộng lớn là bằng lưu ly để tất cả dân chúng trong các thành đều có thấy rõ, đồng thời cũng làm cho đại chúng trời người hôm nay được đầy đủ chỗ dùng không để thiếu sót thì thật là vui sướng. Đức Thế Tôn biết suy nghĩ của Bồ của Hiền Hộ rồi liền dùng thần tông làm cho nhà cửa của Hiền Hộ trở nên cao rộng tốt đẹp trang nghiêm, các thứ vật dụng biến thành lưu ly khiến cho tất cả dân chúng trong thành đều được thấy rõ, làm cho đại chúng tự ý được dùng đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn vào nhà Hiền Hộ ngồi vào chỗ của mình, là chúng tỳ kheo đây ưu bậc tất ưu bậc nhi trời người cũng tùy theo thứ lớp mà ngồi. Khi đó Hiền Hộ Ly Sa Bảo Tự Đức: Ưu bậc tất thiện thương chủ, con của trưởng giả già ha ngập đa, con của trưởng giả na la đạt la thỉnh mời Đức Tôn của bốn bộ đại chúng trời người đều ngồi yên đâu đó rồi. Bồ Tát Hiền Hộ liền tự mình bưng thức ăn ngon nhất dâng lên Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn thọ nhận, Hiền Hộ lại bưng các thức ăn ngon dâng lên bốn bộ đại chúng và tất cả hàng trời người, khiến mỗi người tùy ý được dùng đầy đủ. Thọ trai xong, Đức Phật và đại chúng rửa tay xúc miệng, cho đến các việc khác đều hoàn tất. Hiền Hộ bèn đặt một cái ghế nhỏ cho Đức Thế Tôn ngồi. Ông đứng trước Đức Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ, sau đó lui ra ngồi một lòng chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền vì Bồ Tát Hiền Hộ Ly Sa Tử Bảo Đức
Ưu Bồ Tát Thiền Thương Chủ, con trưởng giả Già Hang Ngọc Đa, A La Đạt Đa, Ma Nạp cho đến bốn bộ đại chúng trời người tùy theo căn cơ giả nói giáo pháp làm cho họ hiểu biết, chỉ bày an ủi làm cho họ đều vui vẻ. Sau đó cùng đại chúng tỳ kheo ni trời người trở về chỗ ở. Khi cúng dường xong, Bồ Tát Hiền Hộ dẫn các bạn thân bà con quyến thuộc và trong ngàn người hai bên cùng đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính lễ bái rồi lui ra ngồi một bên, quỳ gối chắp tay thưa bạch Thế Tôn: Đại Bồ Tát phải độ bao nhiêu pháp mới có thể chứng được tam muội hiền tiền ấy? Phật bảo này Hiền Hộ, Bồ Tát có thể thành tựu năm pháp liền được tam muội hiền tiền này. Những gì là năm? Đó là: một, đầy đủ sự cảm nhận sâu xa, diệt trừ tận gốc; hai, tật không cùng tận, không có chỗ cùng tận; ba, vốn không có loạn và diệt trừ các loạn; bốn, vốn không có cấu nhiễm và diệt trừ cấu nhiễm; năm, vốn không có bụi bặm và dứt lìa bụi bặm. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát hành đầy đủ như vậy là thành tựu pháp nhẫn vô sinh, có thể được tam muội hiền tiền này. Lần nữa, này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát là có năm pháp có thể chứng đắc tam muội: một, rất nhàm chán các hữu, không tọa lãnh các hành; hai, tất cả chỗ sinh sống đều có tâm nhớ nghĩ bồ đề; ba, thường được gặp chư Phật Thế Tôn ở nơi sinh ra; bốn, hoàn toàn không đắm chấp nơi ấm giới nhập; năm, hoàn toàn không tâm ái trước sự thọ nhận dục lạc. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp như vậy thì thành tựu được tam muội. Là nữa, này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát lại có năm pháp có thể đắc tam muội: một, thường nên suy nghĩ về tâm không biên giới; hai, thường khéo hội nhập vào tư duy thiền định; ba, suy nghĩ phân biệt về tất cả các pháp; bốn, đối với hết thảy chúng sinh không có tâm tranh chấp; năm, thường dùng bốn nhiếp pháp để hóa độ chúng sinh, đó là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp như vậy thì có thể cho đắc tam muội. Lại nữa, này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát lại có năm pháp có thể chứng đắc tam muội: một, đối với tất cả chúng sinh thường thực hành tâm từ; hai, đối với mọi thời gian luôn nghĩ nhớ đến việc tu hành thánh hạnh; ba, thường hành nhẫn nhục, thấy người phá giới cũng luôn kính mến; bốn, đối với các bậc hòa thượng a sa la không đề cao khả năng của mình; năm, ở chỗ nào cũng không dám khinh người. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp như vậy thì có thể chứng đắc tam muội hiện tiền. Lần nữa, này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát lại có năm pháp có thể chứng đắc tam muội: một, thường y theo giáo pháp tu hành đúng như lời dạy; hai, ý nghiệp thanh tịnh diệt trừ các nghiệp ác về thân khẩu; ba, giới hạnh thanh tịnh đoạn trừ các kiến; bốn, thường mong cầu học rộng cho xong như các điều thiện; năm, luôn nhớ nghĩ về Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp như vậy thì có thể chứng đắc tam muội hiện tiền. Lại nữa, này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát là có năm pháp có thể đạt được tam muội: một, thực hành bố thí lớn, là người chủ bố thí không tham lam kiêu kỳ, tâm không ganh ghét, tâm phải rộng lớn, thành thực, ngay thẳng, không lừa dối. Đối với các sa môn bà la môn, những người nghèo khổ đơn độc, những người ăn xin, luôn cho không luyến tiếc, không có vật nào quý giá tốt đẹp nhất không đem cho họ, nghĩa là tất cả thức ăn, y phục, phòng nhà, các cái thứ dụng cụ nằm ngồi đèn đuốc hương hoa, những vật dùng được đều cho hết. Tuy thường thực hành bố thí mà không mong cầu phước báo, thương xót tất cả, không có tâm nghi ngờ, đã bố thí rồi thì hoàn toàn không hối tiếc. Hai, thường làm chủ việc bố thí để hành pháp bố thí, nghĩa là thường giả nói giáo pháp cho chúng sinh, đó là bố thí cao thượng nhất, là bố thí thù thắng nhất, tốt đẹp nhất, tinh khiết nhất. Khi hành trì pháp bố thí lớn này, có thể hiện bày tất cả biện tài vô ngại, ý nghĩa câu văn cứ theo tứ lớp liên tục không dứt. Trong giáo pháp thâm diệu do Như Lai giảng nói đều có thể ăn trụ ở đó để thành tựu pháp nhẫn sâu xa. Để khi bị người phỉ báng nhục mạ đánh đập bằng roi gậy thì hoàn toàn không có tâm ý được thâm độc sân giận, cũng không bị các thứ khổ não làm cho sợ hãi, ngược lại tâm vô ý nên thường vui vẻ. Ba, nếu khi nghe người giảng nói tam muội này thì hết lòng lắng nghe, ghi nhận, biên chép, đọc tụng, suy nghĩ và nghĩ lý, và nó phân biệt cho mọi người, làm cho pháp vi diệu này trụ lâu ở đời, hoàn toàn không có dấu khiến pháp để mau bị diệt. Bốn, thường không minh ghét xa lìa các khổ hại, xa bỏ sự trói buộc của phiền não, diệt trừ bụi bặm, khấu nhiễm, không khen mình cũng không giới người. Năm, đối với chư Phật có lòng tin kính tôn trọng, đối với các bậc sư trưởng thực hành sự kính sợ, đối với bạn thân thường biết hổ thẹn, đối với trẻ con thường có lòng thương mến,
cho đến nó nhận ơn nhỏ của người phải nghĩ đến đền đáp nhiều, vốn là có gì là người có ân đức lớn mà dám quên. Thì nó là chân thật, chưa từng nói dối, thầy hiền hộ. Là Bồ Tát đầy đủ năm pháp như vậy thì có thể chứng đắc tam muội ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ: Giới pháp sâu xa tâm ưa thích, nhàm chán tất cả các đời sau, cả trí không nguyện hết thảy đời, có thể chứng đắc tam muội này. Không dùng tất cả luận ngoại đạo, cho đến lời nói không nghe nhận, dứt sạch năm dục của thế gian, có thể chứng đắc tam muội này. Giữ giới trong sạch trụ phạm hạnh, sống bên nào cũng không nghĩ nữ, Phật tử chân chánh chán năm dục, có thể chứng đắc tam muội này. Từ bố thí không cầu phước báo và cũng không có tâm hối tiếc, sao bỏ rồi sao không nghĩ lại, chỉ tập trung nhớ nghĩ chư Phật, thương xót chúng sinh hành bố thí, nhất định diệt nghi không thoái lui, sống đời nhu hòa mà bố thí, có thể chứng đắc tam muội này. Làm đại thí chủ cho tài vật, không có tâm kiêu mạn ganh ghét, luôn vui mừng là việc bố thí, có thể chứng đắc tam muội này. Giới thí pháp xem là hơn hết, khéo giải rõ nghĩa kinh vi diệu, hiểu biết sâu xa pháp vắng lặng, có thể chứng đắc tam muội này. Ở trong các pháp sâu xa đó, khéo hành gán nhẫn không ganh ghét, tuy bị đánh mắng không buồn hận, nhưng mà có thể đắc tam muội. Hoặc khi nghe nói kinh điển này, khi chép đọc tụng giảng nói rộng, chỉ muốn pháp trụ lợi ích đời, nơi chốn có thể đắc tam muội. Với pháp không ích kỷ giấu kín, không cầu lợi dưỡng và tiếng khen, chỉ nối tiếp dòng giống chư Phật, như vậy có thể đắc tam muội, xa lìa ngủ nghỉ và buồn phiền, giải trừ căn ghét và rối buồn, không khen ngợi mình, khen chế người, diệt trừ tướng ngã đắc tam muội, chân chánh tính Phật, pháp là tăng, tâm thường ngay thẳng không lừa dối, không quên các ân nhớ báo đền, người đó chứng tam muội không khó, nói lời chân thật không hư dối, làm việc gì cũng không sai mất, việc làm tuy nhỏ được phước lớn, người đó chứng đắc chứng pháp không chướng ngại. Người nào đầy đủ được pháp này, giờ giới trong sạch nhớ các ân, chứng quả bồ đề không gì khó, huống là định sâu xa vi diệu. Phẩm 11 Tòa ký. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo và các hiền hộ, là hiền hộ ta nhớ vào đời quá khứ, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp là trải qua hơn vô lượng A Tăng kỳ kiếp như vậy nữa. Ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng Thế Tôn được nghe tam muội ấy, nghe xong liền cho được tam muội này, luôn được thấy các Đức Như Lai thường hiện ra ở trước, từ đó cho đến nay trải qua vô lượng A Tăng kỳ ở chỗ các Đức Thế Tôn, ta đều được tọa giữa kênh này, tu hành đúng, tu hành cúng dường Đức Phật Thế Tôn kia đã tập kế cho ta. Này người ít tuổi có hạnh trong sáng và đời vị lai, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác, minh hạnh tốt thiện tệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, các ông cũng phải dùng mạnh tu tập, một lòng suy nghĩ thực hành trên pháp này, chẳng phải là cảnh giới của hàng phàm phu thấy được, đó là pháp sâu xa vắng lặng dưới hết các tướng. Học như vậy rồi đời sau tự nhiên thành tựu đạo quả vô thường, chánh đẳng chánh giác, không có khó khăn giống như ta không khác. Các ông nên biết, người nào an trụ được trong tam muội này, tự nhiên sẽ được gần quả lớn bồ đề. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ: Khi xưa ta gặp Phật Nhiên Đăng, thấy rồi liền đắc tam muội này, từ đây thường thấy chư Như Lai đầy đủ công đức tiếng khen lớn, ông nên tu nhiều các công đức, hết lòng nhớ nghĩ liền được thành. Ngày nào thực hành được pháp này sẽ được đạo bồ đề vô thượng. Phẩm 12 Thâm diệu. Bây giờ Bồ Tát hiền hộ là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào suy nghĩ về tam muội này? Phật bảo: Này hiền hộ, nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn suy nghĩ về tam muội này thì khi xem sắc không nên cố chấp tham dự, đối với âm thanh không nên cố chấp tham dự, đối với hương không nên cố chấp tham dự, đối với vị không nên cố chấp tham dự, đối với xúc kia không nên cố chấp tham dự, đối với các pháp không nên cố chấp tham dự, đối với đời sống không nên cố chấp tham dự, đối với tất cả nơi chốn không nên cố chấp tham dự. Đối với pháp này nên phát sinh hành đại từ chân tập. Ở đây những gì được gọi là tam muội, nghĩa là đối với tất cả các pháp nên thực hành đúng pháp. Bồ Tát nào khi xem xét mốt niệm xứ nên xem như vậy. Khi xem xét kỹ hành động của thân thì hoàn toàn có phân biệt, không thấy nơi thân hành. Xem xét hành động của thọ cũng không phân biệt, không thấy nơi thọ hành. Xem xét hành động của tâm cũng không phân biệt, không thấy nơi tâm hành. Xem xét hành động của pháp cũng không phân biệt, không thấy chỗ pháp hành. Bồ Tát nên xem xét kỹ, xem xét suy nghĩ về tam muội như vậy. Này hiền hộ, vì Bồ Tát khi xem xét thân hành, đối với thân không khởi sự suy nghĩ phân biệt,
Khi xem xét thọ hành đối với thọ không khởi sở sanh nghiệp phân biệt. Khi xem xét tâm hành đối với tâm không khởi sở sanh nghiệp phân biệt. Khi xem xét pháp hành đối với pháp không khởi sở sanh nghiệp phân biệt. Vì sao? Vì tất cả pháp là không thể nắm bắt. Tất cả các pháp là không thể nắm bắt thì làm sao có thể phân biệt suy nghĩ? Này thiên hộ, thế nên tất cả các pháp không có phân biệt. Không phân biệt là không có tư duy, không có tư duy thì nên biết trong đó không có pháp để thấy. Này hiện hộ, không thể thấy là nên là vô ngại. Nên tất cả pháp mà không chứa ngại tức là tam muội hiện tiền của Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu tam muội này liền thấy được vô lượng vô số A Tăng Kỳ chư Phật Thế Tôn giả nói đều có thể lắng nghe, nghe pháp rồi đều có thể nhận giữ đối với chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác kia với tất cả giải thoát tri kiến vô ngại tức cũng có thể được trí vô ngại đó. Lại nữa này hiện hộ, khi Bồ Tát quán sát muốn hiện xứ không pháp có thể thấy, không âm thanh có thể nghe, không thấy không nghe nên không có pháp để có thể phân biệt, không có cũng không có pháp để có thể suy nghĩ, mà cũng chẳng phải là hạng điếc mù chỉ vì các pháp là không thể thấy. Vì thế khi xem xét không tham đắm mà thấy các đạo, mà suy nghĩ về đạo, tức là đối với các pháp không có lưới nghi ngờ. Vì không có lưới nghi ngờ nên thấy chư Như Lai, thấy Như Lai nên sẽ lìa hẳn mê lầm. Không mê lầm nên biết tất cả pháp là hoàn toàn không thể thấy. Vì sao? Vì Bồ Tát nếu có sự thấy biết như vậy thì ôm giữ cái thấy đó, ôm giữ cái thấy đó nên cố giữ pháp tướng, ôm pháp tướng nên ôm giữ sự nghiệp, ôm giữ sự nghiệp nên thấy chúng sinh, thấy chúng sinh nên thấy có sự sống, thấy có sự sống nên thấy có người, thấy có người nên thấy có các ấm, thấy có các ấm nên thấy các nhập, thấy các nhập nên thấy các giới, thấy các giới nên thấy các tướng, thấy các tướng nên thấy có các vật, thấy các vật nên thấy có các nhân, thấy các nhân nên lại thấy có các duyên. Do thấy duyên nên liền mong cầu chấp giữ, do mong cầu chấp giữ nó có sự sinh. Vì sao? Là hiện hộ về tất cả các pháp hoàn toàn không thể nắm giữ, không thể nắm bắt, không thể nắm giữ nên Bồ Tát đối với tất cả các pháp kia không nghĩ, không nhớ, không thấy, không nghe. Này hiện hộ, hoàn toàn không giống như ngoại đạo hoặc đệ tử của ngoại đạo cứ chấp giữ về người và về ngã kiến thấy như vậy. Này hiện hộ, Bồ Tát hoàn toàn không thấy như vậy. Thấy như thế nào? Nghĩa là cái thấy của Bồ Tát giống như Như Lai, thấy nó hoàn toàn không có thoái chuyển. Bồ Tát thấy như Bích Chư Phật thấy, như A La Hán thấy. Bồ Tát nên thấy như vậy. Thấy như vậy nên không nhớ, không nghĩ, không thấy, không nghe. Do không nhớ, nghĩ, thấy, nghe nên diệt hết các cái nghĩ tưởng không đúng, nên đạt được sự suy nghĩ về tam muội này. Lại nữa này hiện hộ, ví như hư không vốn không có hình sắc, không thể xem thấy, không có ngăn ngại, không chỗ nương tựa, không có chỗ để trụ, trong sạch không nhiễm, cũng không có vế. Các hàng Bồ Tát thấy tất cả pháp, các pháp cũng là như vậy, nghĩa là đối với tất cả các pháp hữu vi vô vi không có chỗ chướng ngại, cho đến cũng không có nơi chốn. Mắt tròn sáng không có ngăn ngại nên tất cả các pháp tự nhiên hiện ra. Các Bồ Tát suy nghĩ như vậy liền thấy nơi ở của chư Phật Trang Nghiêm giống như xe vàng đầy đủ oai nghi, giống như trăm ngàn ánh sáng được rọi chiếu soi, như ánh trăng rằm mùa thu, các ngôi sao bay quanh, như vua chuyển luân quân binh hùng mạnh, như trời đế thích bốn quan trụ cột tôn quý, như đại phạm vương người tòa của chư thiên, giống như sư tử chúa oai lực điều phục các loài thú, như thiên nga xinh đẹp bay giữa hư không, như núi chúa tu di đứng vững trong biển lớn, như núi tuyết sơn tuyết lớn sinh ra các thứ thuốc hay, như núi thiết di ngăn chặn gió mạnh, như nước ở trên đại địa, như luồng gió lớn làm sạch hư không, như cung trời tráng lệ trên đỉnh núi tu di. Này hiền ngộ, cho Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác dùng ánh sáng trí đức chiếu tỏ tất cả tam thiên đại thiên thế giới của chư Phật, như ấy cũng như vậy. Này hiền hộ, chư Bồ Tát ở trong chánh quán là phải suy nghĩ. Lời giảng nói của các Như Lai xưa ta đã lắng nghe, nghe rồi là phải đọc tụng, thọ trì, tu hành. Suy nghĩ như vậy, nên khi ra khỏi tam muội cứ theo như những pháp được nghe từ trong định, suy nghĩ về nghĩa lý mà giảng thuyết cho người. Này hiền hộ nên biết, tam muội vô này là lỡ cho các Bồ Tát tức thể tích tụ các công đức, đó là tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Này hiền hộ, do đó nếu có thiền nam thiền nữ nào theo mong cầu chứng quả bồ đề vô thượng thì nên lắng nghe tam muội này, nghe rồi ghi chép đọc tụng thọ trì tu tập suy nghĩ giảng thuyết phẩm cho mọi người,
làm cho pháp rất tốt đẹp ấy lưu truyền khắp thế gian. Bây giờ Đức Thế Tôn vì muốn làm trở lại nghĩa này nên nói kệ: chư Phật thanh tịnh lìa cấu uế, công đức sâu rộng thật vô biên, các âm thanh khua chuông đánh trống, vạn thứ đều đem dâng cúng dường, rưới khắp các loài hương thơm nhất, vòng hoa lộng báu tốt đẹp nhất, đốt đèn cúng dường các tháp miếu, tất cả đều cầu tam muội này. Pháp Phật sâu xa khó thể gặp, chỉ pháp thế gian cho người biết, như tự tánh ban đầu không đổi, ông nên thuận theo trí vô ngại, như mặt trời trăng lúc mới mọc. Đế Thích giúp trời 32 khắp các vật báu và trang nghiêm, mong cầu tam muội cũng như vậy. Như phàm thiên ở giữa đại giữa phàm chúng, đủ công đức oai nghi tịch tỉnh, dùng ảnh tinh tấn không nói hết, mong cầu tam muội cũng như vậy. Là như thầy thuốc ở thế gian, cho người bệnh kết thúc thuốc hay, tâm trong sạch tuần theo chư Phật, ban đầu chưa lìa bản tánh không. Ví như núi tuyết các núi chúa, sáng rực rỡ như chuyện luân vương, như xe báu trang nghiêm tốt đẹp, thấy chư Phật cái tướng viên mãn. Là như ngọn trời trắng một màu, bay lượn trên không không chướng ngại, thân màu vàng của Phật cũng vậy. Đệ tử Thế Tôn nghĩ như thế, đèn trí sáng tới muội không nhơ, hay phát trừ bóng tối vô minh, đoạn dứt tất cả các tượng Phật, để nhớ chư Phật sáng vô ngại, diệt trừ các nhơ không sân giận, bậc trí tối tốt diệt hết vô minh, không phân biệt mình và người khác, hoàn toàn không có các sắc tướng, không nghi hoặc phát sinh trí sáng, có thể đoạn các hữu kiến ấy, cũng diệt hết các tưởng ấm giới, nghe pháp trừ não được an vui. Tỳ kheo, các Phật tử nên biết, và các tỳ kheo ni thanh tịnh, các ưu bà tắc ưu bà di hãy luôn nhớ đến tam muội này. Kinh Đại Phương Đạn Đại Tập Hiền Hộ, quyển 4. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nền bốn ăn nặng dưới quốc khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe để phát tâm bồ đề, một báo thân này sẽ quay về cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di.